Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up by seven. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my head. What you think? Nếu mà anh em yêu thích mô hình anime thì có thể là ủng hộ shop của Review Game. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ở đây thì có rất nhiều những cái mô hình anime của các cái bộ anime khác nhau với cái chất lượng được chọn lọc và rất là xịn sò. Anh em nhớ ủng hộ mình nha.
sorry that I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running, I'm running, I'm running away. I'm running away, running away. I'm looking, I'm looking, I'm looking for space. Looking for space, looking for space. I'm healing, I'm healing from all of the pain. All of the pain, all of the pain. I'm running, I'm running, I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? I feel like